Xin chào tất cả các bạn. Thì bài học hôm nay Trang sẽ giới thiệu đến các bạn về danh từ hóa. Và danh từ hóa nó có nghĩa là gì? Các bạn hãy cùng theo dõi video clip nhé. Thì danh từ hóa là nó chuyển đổi một động từ hay là một tính từ sang thành một danh từ, và nó nêu rõ chủ đề của câu đó. Ở đây nó có 3 danh từ hóa, đó là nô quá, nô gà và nô, có nghĩa là vì. Và Trang sẽ nêu rõ từng cái cấu trúc câu của mỗi danh từ hóa này. Đầu tiên đó là nô quá, và cấu trúc câu của nó như sau: động từ thể ngắn, tính từ y giữ nguyên y, tính từ na giữ nguyên na. Nô quá có nghĩa là việc thì. Chúng ta xem ví dụ: mai asa sambo suru no wa kenko ni ii desu. Mai asa sambo suru no wa kenko ni ii desu. Việc đi bộ mỗi sáng thì rất là tốt cho sức khỏe. Việc đi bộ mỗi sáng thì tốt, rất là tốt cho sức khỏe. Có phải là nó đang nêu rõ cái chủ đề của câu là nói về việc đi bộ không các bạn? Và nó đang chuyển đổi một cái động từ, đó là sambo suru là đi bộ, sang thành một danh từ, đó là việc đi bộ. Rồi, chúng ta xem ví dụ thứ hai. Chinen de ichiban ame ga oi no wa hachigatsu desu. Tháng 8 là tháng có lượng mưa nhiều nhất trong năm. Có phải là hiện tại bây giờ là tháng 8 là có mưa, lượng mưa nhiều nhất trong năm không các bạn? Rồi chúng ta xem cái cấu trúc câu của nô ga. Nó có cấu trúc câu như sau: nếu như mà đằng sau nô ga là một tính từ thì cấu trúc câu của nó là chủ ngữ quá, 3 chấm, động từ thể ngắn nô ga, tính từ des. Còn nếu như đằng sau nô ga là một động từ mielu hoặc là kikoeru thì cấu trúc câu của nó là danh từ ga, 3 chấm, động từ thể ngắn nô ga, mielu hoặc là kikoeru. Chúng ta bước sang ví dụ. Ví dụ thứ nhất. Watashi wa internetto de eiga o miru no ga suki desu. Watashi wa internetto de eiga o miru no ga suki desu. Tôi thì rất là thích xem phim trên mạng. Tôi rất thích xem phim trên mạng. Ví dụ thứ hai. Kodomo tachi ga asoko ni asonde iru no ga mieru. Có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi ở đằng kia. Có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi ở đằng kia. Đó là cấu trúc câu của nô ga. Và chúng ta sang cấu trúc câu của nô. Nó có cấu trúc câu như sau: nếu như đằng sau nô là một động từ shiteimasu ka thì cấu trúc câu của nó là động từ thể ngắn nô shiteimasu ka, là có nghĩa là có biết không. Còn nếu đằng sau nô là wasuremashita thì cấu trúc câu của nó là động từ nguyên mẫu nô wasuremashita, có nghĩa là quên việc. Các bạn lưu ý hai động từ này nha. Chúng ta sang ví dụ. Sankagetsu gurai shiken ga aru no shiteimasu ka? Có biết là còn 3 tháng nữa là thi không? Có biết là còn 3 tháng nữa là thi không? Ví dụ thứ hai. Heya no doa o shimeru no wasureta yo. Heya no doa o shimeru no wasureta yo. Tôi đã quên đóng cửa phòng mất rồi. Đó là đang quên cái việc mà đóng cửa phòng đó các bạn. Đó là cấu trúc câu của 3 danh từ hóa. Rồi, chúng ta sẽ sang một số phó từ đi với thể phủ định. Những cái phó từ này là nó dùng để biểu thị cái mức độ nha các bạn. Phó từ thứ nhất đó là amari nai, có nghĩa là không lắm. Ví dụ, watashi no nihongo wa amari zozu de wa arimasen. Tiếng Nhật của tôi thì không giỏi lắm. Rồi, chúng ta sang phó từ thứ hai. Đó là zen zen này, là hoàn toàn không.
Ví dụ, 全然連絡しない, 全然連絡しない, hoàn toàn không có liên lạc. Chúng ta sang phó từ thứ ba, đó là なかなかない, なかなかない, có nghĩa là mãi mà không. Ví dụ, なかなか寝ません, なかなか寝ません, mãi mà không ngủ được. Sang phó từ thứ tư, chúng ta sang phó từ thứ tư, đó là khô đồ này, có nghĩa là không bằng, có nghĩa là không bằng. Ví dụ, 今年の梅雨は去年ほどではありません, mùa mưa năm nay thì không bằng năm ngoái, là có nghĩa là nói về cái lượng mưa là nó không có nhiều bằng năm ngoái. Rồi, đó là những cái phó từ đi với thể phủ định. Và video hôm nay là Trang sẽ khép lại ngữ pháp N5 nha các bạn. Tại vì ngữ pháp N5 là Trang đã chia sẻ hết rồi, Trang đã ra clip hết rồi, thì Trang sẽ chuẩn bị ra đến ngữ pháp N4. Thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi nữa nha. Và các bạn cũng đừng quên là cho Trang một lượt chia sẻ. Và một lượt chia sẻ này của các bạn là cũng đã giúp Trang có thêm cái động lực đó các bạn. Cho nên là Trang cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, thì bài học đến đây là kết thúc. Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.